Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em về rất là nhiều mẫu mới này, dao, rìu, búa, đồ nghề các loại, xẻng, liềm. Rồi đi nhanh vào từng món nha các bác. Ở đây mã số A1. Hôm nay lên mã A nha. Mã số A1, cái cầu liềm, liềm rất là đẹp nha. Chiều dài đây của nó là 26 cm này, đó chéo này 26 cm, lưỡi còn đẹp nha các bác. Dấu hỏi này, đây có chữ nha, đó 380. Cái này có cán luôn nha, có khuy này, cán rất chắc chắn nha, khá dài luôn, cán này thì dài tầm cả mét đó. Cái này thì bác nào mà có lấy mà cần nguyên cán, cần nguyên cán thì đặt cọc hoặc chuyển khoản trước cho em nha, tại vì nhiều khi là gửi đi cái hàng dài này cước phí rất là cao, hoàn về thì bác đến bác không ưng ý lại hoàn về tốn tiền ship của em, tiền ship tiền đi rồi còn tiền về nữa. Nhiều khi là những bác nào xem video cảm thấy món là phù hợp thì mình xem kỹ lựa chọn, chứ còn đến nơi thì mình không ưng thì mới mất công. Đó, cái này mã số A1 nhé, A1 300k, còn rất đẹp luôn. Mã số A2, cây kéo cắt cành trên cao cũng khá đẹp nha, kiểu dáng khá cứng luôn. Cái này là cán sắt nha, rất dày, lưỡi còn nguyên này, bản lưỡi còn nguyên nha. Phần này nó dày 6 ly này, rất dày luôn, lưỡi chưa hề bị va mẻ gì nha. Cái này mã số A2 350k, bác nào khỏe thì mình xài thôi, chứ còn nhiều khi yếu yếu cầm cái này là cũng khá nặng tay đó. Mã số A3, một cây kéo cắt cành trên cao còn rất đẹp nha, có trợ lực. Đấy, lưỡi này còn rất đẹp luôn, cán nhôm nhẹ, tay cầm cao su này, này còn đẹp nha. Này, em chưa có nâu chùi gì nên là nhìn nó hơi ố thôi, và nó còn khá mới đó. Mã số A3 290k. Mã số A4 thì cầu liêm này thì chiều dài lưỡi này của nó 16 cm, có mỏ khóm này, đây có chữ này, khá đẹp nha. Này người ta quấn dù cả rất dày nha, phần này nó dày khoảng 6 ly. Này mã số A4 280k. Mã số A5, cái niềm giật cành giật có gì đó, chiều dài là 18 cm này, bản là 4 phân, này là dày phần gốc này là 7 ly, khá dày ta. Đây có chữ này, rất đẹp nha. Cán thì mất cán rồi, còn khâu đây, về mình tự chế cán nha. Mã số A5 260k. Mã số A6 thì một cái con dao rất đẹp nha,
lưỡi thép không gỉ, loại thép không gỉ cao cấp, rất sắc bén nha. Đây này cái lưỡi mà nguyên vẹn này, đây có mấy lưỡi thôi. Đó. Có hình con rắn này, hai con rắn này. Sa B này, Tanetel, Japan. Nhìn nó hơi bị mờ. Đó. Này nó lên lưỡi rồi nha. Chỉ có ráp cán xài thôi. Cái này nó chế kiểu này. Xài cho dân kiểu là mình làm dao gấp đó. Dao gấp. Bác nào muốn chế cán thẳng thì mình làm khâu thôi. Chiều dài của nó bản lưỡi không này. Bản lưỡi không là 17 cm. 17 cm. Bản ngang này 2 phân. 2 phần 1. Độ dày của nó là 2 ly rưỡi. Gần 3 ly. Gần 3 ly. Rất đẹp luôn. Thép không gỉ. Mã số A6 220K. Mã số A7 dao lê. Con này chiều dài bản lưỡi không của nó là 10 cm, 10,5 cm. Chiều dài tập của nó là 21 cm. Bản lưỡi 3 phân. Này dày 3 ly nhá. Đây 3 ly. Khá ok luôn. Về mình ốp cán vào xài thôi. Này muốn nó đẹp hơn thì mình mài bóng lại. Mã số A7 280K. Mã số A8 cũng một con tương tự luôn. Cái này thì nó khoan 3 lỗ chốt. Nhiều khi nó đang làm cái con dao mà nó bị khoan cái lỗ này, nó đẩy đi một chút đó là nó loại ra. Yêu cầu Nhật là nó rất là chuẩn, chính xác và cao. Hơi sai một ly một độ là nó loại. Mình xài vẫn ok thôi, chất liệu thì nó cũng tương tự nhau thôi, điều nó chưa hoàn thành thành phẩm. Này mã số A8 280K tương tự luôn. Mã số A9 này rất đẹp nha. Chiều dài bản lưỡi của nó 11,5 cm, gần 11,5 cm. 3 phần 1, dày 5 ly nhé. Dày 5 ly, khá dày luôn. Rất là đẹp nha. Mã số A9 320K. Mã số A10, con này thì nó in logo luôn rồi. Mã sàn 440C. Này nó khoan này, nó quét lỗ này, quét tới đây thôi. Mày nó nẹ mất cái giữa này, nó loại ra thôi. Này mã số A10 360K. Chiều dài bản lưỡi của nó là 11,5 cm. Chiều dài tầm 23,5. A11. Con dao nhỏ này cầm theo người phát bờ phát bụi gì đó vô tư. Chiều dài của con này là 17 cm, gần 17 cm nhé. Bản 3 phân, con này 3 phần 2. Đây có chữ này, còn khá ok. Cán của nó thì bị nứt rồi nha. Để xài thì cũng vẫn được thôi. Điều mà mình thấy cán đi nó ok hơn. Mã số A11 220K. Mã số A12. Con này chưa lên cán nha. Mới còn nguyên. Dài 17 cm. Bản 3 phân 5. 3 phần 5. Dày gần 7 ly. Con này dày ghê ta.
gần 7 ly luôn, khá đẹp nha. Thế có mộc này, mã số A12, 220k luôn. A13. Đây, phôi đó. Này là thực ra nó nằm lên cái lên dao rồi, cái cá nó bị gãy đó. Như cái kiếm luôn, dài 21 cm, bản 2/2. Đây, có mộc này, đây có chữ này, chữ này dùng chữ nước ngoài hơn, nó không phải in chữ Nhật mà chữ nước ngoài, nhìn nó hơi mờ nha các bác. Nó dày còn tầm 1,5 ly nhá, 1,5 ly gần 2 ly. Này mã số A13, 170k. A14, con dao khá là lạ, không biết mục đích của nó để làm gì, cán thì nó hơi bị mối ăn rồi. Phần trong này của nó dày 5 ly này, 4 ly này, ngoài này cũng dày hơn 2 ly, 2 ly. Đầu này nó có cái đầu để cho nó nặng con dao đó hơn. Đó. Bác nào mà muốn nó bình thường thì mình cắt bỏ cái phần này đi thôi. Đây có chữ này. Cái phần này nó là để sấn thịt gì đó, mổ trâu mổ bò gì đó. Cắt dày nha. Dài 18 cm này. Phần này của nó là 12 cm. Khá đẹp nha các bác. Cắt thủ công. Cắt sắc. Mã số A14, 220k, à 420k nha. Dáng đặc biệt luôn. Mã số A15, dao chặt gáy thẳng nha. Con này dài 14,5 cm, bản 6/8, nó dày khoảng 7 ly. Mặt này nó hơi bị ố nhưng mà thực ra là nó còn rất ok. Cái phần lưỡi này của nó này thép khá là cứng luôn, mài không đi nha các bác, mài không đi luôn. Mã số A15, 290k. Bác nào muốn nó đẹp hơn thì về mình trả lại nha. Cái này thực ra là không có sử dụng nhiều đâu, để lâu quá là nó mới ố như này thôi. Ngâm nước trong đồ lâu quá. 15, 290k để lắp cán nha. Mã số A16, một con dao chặt, chiều dài của nó là 13,5 cm, bản 6/7, mài hai mặt nhé, mài hai mặt khá đẹp luôn. Đây nó có chữ này, nhỏ nhỏ này, nhìn nó không rõ lắm. Đó. Này dày 8 ly. Mã số A16, 250k. A17, con dao đi rừng, mài một mặt nha, khá là đẹp. Chiều dài nó 18 cm, bản 4/5, ngoài này 6/, dày 6 ly nha, dày 6 ly, đây có chữ này. Đó, còn khá ok luôn. Điều cán này thì mình về mình thay lại nha. Mã số A17, 250k. Mã số A18, con dao đi rừng luôn. Đây chiều dài của nó là 18 cm, bản trong này là 4/5, ngoài này 5/3. Đây có mộc này. Đó.
này dày 7 ly nha, dày 7 ly cũng còn khá ok. Cá này thực ra thì nó vẫn còn xài được nha, chắc chắn mình cái chỗ này nó hơi lỏng này đó, khâu này mình may mà chưa mài sắc. Phần này của nó là mình đệm thêm một cái đinh hoặc là cái thép vào đây để cho nó cứng khoảng lúc lắc, vẫn xài ok. Bác nào muốn cán đẹp hơn thì mình sửa lại thay cái cán mới luôn, mã số A18 270k. A19 con này còn khá đẹp luôn nha, cá nó rất chắc chắn, chưa hề bị lung lay gì, cá nó độ khá là tốt nha. Chiều dài của con này là 17 cm, bản phần này là 4/3, ngoài này 5 phân, dày 7,5 ly, con khá mới nha, khá đẹp. Đấy, có chữ này vuông vắn luôn, con này cũng chưa có bị đập nhiều, nó chưa có tòe gì. Mã số A19 300k. Về chỉ còn mài sơ đi xài thôi. Mã số A20, con dao đề 3. Lưỡi dao đề 3 nha. Chiều dài 15 cm. Bản 4/5. 4/5. Này nó dày dày 3 phân, à dày 7 ly đó. Con này còn dày 7 ly. Con khá là đẹp nha. Có chữ này. Này thì chỉ có lắp cán thôi. Giá mã số A20 180k. Giá 180k là nó quá rẻ luôn rồi nha các bác. Con này mà lên cán lên thì có cán đàng hoàng thì giá của nó không dưới 280 gì đâu. Làm cái cán 100.000. Về mình sửa lại nha. Và mã số A20 180k. A21 phôi này là Kiri, dài 15 cm, bản 5/5, 5/3, trong này dày 3 ly này, ngoài này dày 2,5 ly này. Mài một mặt nhé, còn đẹp luôn. Mã số A21 170k. A22 một cái phôi tương tự, này dài 16,2 cm, bản 5/7, về mình ráp cán nha. Này, thái cực sắc luôn. A22 180k. A23 con này dài 20 cm, bản 6/5, 6/5, trong này dày gần 4 ly này, phần này thì dày 3 ly này, phần này 2,5 ly này, khá là dày nhé, có mọc này. Kép hai lớp. Mã số A23 200k. A24 phôi đề 3 khá dày luôn, dài 18,5 cm, bản 6/5, còn đẹp nha. Này, hai lớp thép này, nó không có mọc, rất là dày nhé. Phần này của nó, phần này là dày 4,5 ly, gần 5 ly này, 4,5 ly. À, dày ra tận ngoài này luôn, ngoài này cũng 3 ly này, 3 ly này. Đầu mũi này của nó 2,5 ly này, dày đều luôn, cầm khá nó đầm tay. Nhiều khi bác nào mà chặt khéo khéo tay tí cũng có thể chặt gà được đó, nhưng mà chặt lựa thôi. Chứ còn chặt đứng là nhiều khi là nó mẻ dao. Mã số A24 240k. Mã số A25 phôi dao hai lớp thép này, để có mộc này, này dài 19,5 cm, bản 6/3,
trong này dày 4 ly, ngoài này 3 ly này, ngoài này thì 2 ly. Mã số A25 200k. Đây thì có một số kéo bếp mới về, khá là đẹp nha, rất là sắc. Ngoài này đây có chữ này, đây hãng riêng này. Chốt này của nó có thể tháo ra được, đây ốc này tháo ra để mình mài rũa được. Test cho các bác nha. Cắt rất ngọt luôn, cắt đồ bếp đồ các thứ là ok rồi, sạch sẽ thép không gì nha, tháo ra mài được. Chiều dài của con này 24 cm, tay người lớn cầm thoải mái nha. Một cây như thế này 45k nha, 45k một cây. Loại này thì nó dài hơn, hay hãng khác này, EVK này. Chiều dài của cây này 26,5 cm, rất là dài nhé. Có ốc tháo ra để mình mài rũa nha. Một cây như thế này 55k, 55k một cây. Kéo bếp mình làm công việc khác cũng được. Rồi mã A26. A26. Cái này là một cái con dao chặt Seki. Này thì không phải hàng Nhật Bản nha các bác. Cái này hàng liên doanh. Một hàng Nhật Bản. Đây chốt này khá là mịn luôn, khá đẹp luôn. Đây dòng mới nhá, loại mới, mẫu mới, dòng cao cấp hơn. Cao cấp nặng 7 nặng 2 cả cây này nha. Này dày 5 ly, chiều dài bản lưỡi của nó là 19 cm, chiều này là 9 phân rưỡi. Bác nào mà làm bán quán học đồ gì đó, chặt thịt gà, bán gà quay gì đó, vịt quay thì nó xài rất ok rồi, thoải mái luôn. Thép này mẫu mới, dòng cao cấp, thép nó tỷ lệ pha thép nó cao hơn, đây là sắc bén hơn nha, sắc bén hơn so với những mẫu trước. Cái này mã số A26 250k, nhỏ gọn. Trong gia đình mình, Tết tư mình chặt gà, chặt vịt, chặt heo, chặt cộ gì đó, xài loại này sạch sẽ, cũng rất là đảm bảo nha. Độ sắc bén thì cũng khá cao. A26 250k một cây nha. A27 đây, một cái súng hơi nhé. Súng hơi G10 cũng còn khá là đẹp nha. Két hơi còn ok nhé. Đây nó có kèm trong cái có cái đầu này. Đầu này mình tháo ra mình lắp vào đây. Cái này mã số A27 100k. Có 2 cây 100k một cây nha các bác. Đây thì có viên đá mài cô đô. Này giới thiệu cho bác nào mà chưa biết đến nha. Bạn nào biết đến rồi thì mình xem cho vui thôi. Bạn nào có rồi thì mình chưa cần, bạn nào chưa có thì mình nên sử dụng một viên nha. Và dao đồ trong bếp phải tết tư thái thịt cho nó luật. Mặt 1.000-6.000, rất là mịn nha. Mài cũng khá là ăn thép. Xài ba loại dao đồ cho Nhật như thế này, mình xài thì không có bị xước dao. Độ sắc bén nó cao.
này mình ngâm 75 phút trước khi sử dụng nha. Này Đài Loan nha các bác. Đã, cô đô 180k một viên. 80k một viên nha. Mã số A28 sashimi thép không gì. Chiều dài của nó là 20,5 cm. Bảng lưỡi là 3 phân. Này nó dày 2 ly rưỡi. Mặt nha. Cá kia còn chắc chắn nha. Mã số A28 270k. A29 còn đề 3. Thép không gì. Chiều dài của nó là 15,7 cm, gần 16 cm. Bản này là 5 phân. Dày 4 ly nhé, 4 ly rưỡi đó. Cá nó chắc chắn nhé, đẹp đĩa. Loại này thì mình xài mình chặt gà đồ cũng được. Đi chặt gà cũng được, cá non thì ok. Cây này nặng tầm hơn 2 lạng nha. Mã số A29 270k. Đã là đẹp luôn. A30. Cây khâu sừng nha. Dày luôn. Chiều dài 16 cm, 16,5 cm. Bản là 4 phân rưỡi nha. Bản 4 phân rưỡi. Đây, có mộc này. Thủ công. Trong này của nó phần cuống dày gần 5 ly này. Phần cuống này dày 4 ly rưỡi này. Ngoài thì 3 ly. Đó. Rất cứng luôn. Cán còn chắc chắn nha. Khâu này của nó khâu sừng nha các bác. Khâu sừng còn đẹp nha. Này mã số A30 300k. Rất dày luôn. Mã số A31 là cái gì? Khá dày. Chiều dài 16,7 cm. Bản 5 phân 1. Phần này trong này của nó này cũng dày 4 ly. Mỏng dần ra ngoài. Bắt tật cứng cát nha. Cán còn đẹp. Chắc chắn. Bản rộng nha. Đây có chữ này. Này mã số A31 300k. A32 Natri. Còn khá mới luôn. Chiều dài của nó là 16 cm. Bản là 5 phân 1. Dày 1 ly rưỡi nha. Còn khá là cứng cáp. Bên này nó còn đẹp nguyên luôn, nguyên nước sơn nha. Bản còn nguyên, chưa qua sử dụng gì đâu. Và để lâu nó ố một chút, đánh đi là sáng thôi. Cán còn chắc chắn, khâu còn đẹp nha. Mã số A32, 280k. A33, cũng một con tương tự luôn. Còn đẹp nguyên luôn. Chiều dài của nó là 16,5 cm. Bản này 5 phân 2. Cá này còn đẹp này, cá mác vẫn còn này. Cứng cáp nha. Mã số A33 280k. A34. Bản này chiều dài là 17 cm. Bản 4 phân 7. Dày gần 2 ly nha. Gần 2 ly. Nó cứng cáp nha. Nhưng mà có điều cái cán này của nó này. Đó. Mối nó ăn mất chỗ này. Nếu mình xài không á thì nó còn ok lắm. Đó. Xài vẫn được thôi. Điều này nó hơi xấu chút. Vậy mình rõ keo gỗ, dán gỗ vào. Mình đánh nó đi. Nó đẹp hơn. Còn bác nào muốn đẹp hơn nữa thì mình thay cán. Này mã số A34 250k. Đó, chữ luôn này. Đó, còn sáng bóng luôn. A35 là ghi dài 16,5 cm. Bản này là 4 phân 7.
4/7 nhé. Đánh giá dày. Trong này là dày gần 2 ly này, ngoài này 1 ly rưỡi này. Dày đều ra ngoài này luôn, ngoài này cũng 1 ly rưỡi. Rất là cứng nhá. Chán con đẹp nguyên luôn. À, con này nó không có ghi chữ gì. Đợt này đánh đi nó cứ màu xanh xanh này này. À, con này xóa mã số A35 250k. Mã số A36. Này, chiều dài là 17,5 cm, khá là dài luôn. Bảng lưỡi là 4/3, ra bảng nó không nên nỗi nhỏ lắm đâu, mà tại vì nó dài nhìn cái dao nó lại thành ra bảng nó nhỏ, nó cũng tầm 4/3 đó. Trong này dày 2 ly rưỡi này, ngoài dày 2 ly này, mỏng ra ngoài này 1 ly hơn. Cán thì cũng còn chắc chắn đây, điều cái khâu của nó này, khâu đồng nó bị tụt lên, mình chỉnh sửa lại cho nó đẹp thôi, mà mình thay lại cái khâu. Này mã số A36 200k, cán cũng in chữ luôn, về các bác chỉnh sửa lại nha. A37. Con này chiều dài của nó là 17 cm, bản 4/2, rất là dài. Trong này cũng dày tầm gần 2 ly nhá, dày đều luôn, dày đều tầm gần 2 ly, rất là cứng luôn. Đây có mọc này, cán 2-3 chốt đồng. Phần sống của nó đây, thực ra thì cán của nó cũng còn chắc chắn, nếu nó bị hở một chút, hơi xấu một chút thôi, còn xài thì vẫn là cứng cáp. Này mã số A37 190k. A38 sashimi, mài hai mặt nhé, mài hai mặt, bác nào thuận tay trái thì mình xài được. Dài 20,5 cm, có mộc này. Đó, còn khá đẹp luôn. Bản 3/1, mác vẫn còn đây, cán chắc chắn nha. À, số A38 250k. A39 Usuba, dày luôn. Kiểu này của nó dài 16,5 cm, bản 4/4, sáng bóng đẹp đẽ luôn. Con này của nó dày 3 ly, trong này 3 ly này, ngoài này tầm 2 ly rưỡi này. À, dày đều này, cứng cáp, khâu đồng nha. À, có điều cái phần cán này của nó này, nó bị nẹm đi, mọt nó ăn mất rồi. À, về mình thay lại cán nha, mình chỉ sửa tùy các bác thôi. Mã số A39 250k. Này thì nó không có ghi chữ gì trên này nhé. A40 này dài 15,3 cm, bản gần 4/4. Trong này thì nó dày 4 ly. Đấy, 3 ly rưỡi, trong này dày 3 ly rưỡi. Ngoài này cũng tầm 3 ly luôn. Rất dày nha. Đây có chữ này. Cán còn chắc chắn nha. Mã số A40 220k. A41 dao 3 lớp thép. Chiều dài của nó là 16 cm, bản này là 4/3, khá dày nhé, dày gần 2 ly nhé, gần 2 ly. Cán nó là cán nhựa nhé, 2 chốt này, bản vuông còn rất đẹp luôn. Đây có mộc này,
hàng bóng luôn, mã số A41 220k. A42 một con dao ván lớp thép dài 16 cm, 16,5 cm, bản 4/3, có mộc luôn này, dày gần 2 ly nhé, còn rất đẹp này, nó quả cai nhé, cán gỗ cai. Mã số A42 220k. A43 con thà con ba lớp thép nha, dài 16,5 cm, bản 4/2 này, bản 4/2 nha. À, đây có mộc này, rất là đẹp luôn, khá là dày nha, cán gỗ. Mã số A43 200k. A44 con dao ba lớp thép nha, chiều dài nó 15,5 cm, bản 3/7, 3/8 nha, còn rất là đẹp nha, không có in chữ gì, cán gỗ nha, hai chốt. À, rất ok rồi. Mã số A44 170k. Cái Eto nhé, mã A45. Cái này thì em chỉnh lại giá một chút, tại vì nó mất cái chốt này nhá. Đấy, để mình mở cái này ra đó, còn rất là ok nha các bác. Đó, miệng nó còn rất là khít, còn khá mới luôn, mác vẫn còn này, này size 50, độ rộng 50, giá kia còn nguyên nhá. Chỗ này thì mình về mình các bác lắp vào. Đó, mã số A45 190k. A46 cây lớn hơn, này size 63, chiều này là 6,3 cm, còn khá là ok luôn nha, miệng còn khít này. Điều nó cũng mất cái phần chốt ở đây đấy, để giữ kéo cái tô ra ngoài. Về mình chế lại nha, nhỏ thôi, em giá cũng các bác về chỉnh sửa. Mã số A46 250k, rất đẹp luôn nha, mới còn lúc kỳ nha. A47 một cây kìm cắt cáp SK11 Japan, có dấu kiểm định này, cáp 5 mini, còn rất đẹp luôn nha, lưỡi chưa hề bị ga mẻ gì, trắng trắng này. Nào, hồi nãy này em có cắt cái cái móc quần áo, nó trắng vào đây, không phải mẻ đâu các bác nha, còn nguyên vẹn nha, lưỡi chưa hề bị ga mẻ gì đâu. Đó, tay cầm còn chắc chắn đẹp đẽ này, ban này. Mã số A47 190k. Mã số A48 một bộ đục nha, một bộ đục rất đẹp nha, 245 cây, một cây 3 phân này, rất dài luôn, cây 2 phân, cây 1 phân này, phân 2, cây này phân 2 này, cây này 1 phân này, cây này 8 ly. Cái ăn kiếp thì cũng còn khá là ok, bộ như này. Mã số A48 220k, 290k nha, 290k. Mã A49 cũng một bộ tương tự luôn, một cây 3 phân này, một cây 1/5, một cây 1/5, dày 1/5 luôn, 1/2 luôn, rất dày luôn. Cái này này tầm 2/5 nha, 2/5, 3 phân, 3 phân, một cây 1/2 này, cây 8 ly, rất đẹp luôn. Cái này mã số A49 290k.
A50. Cây kéo cắt cành đang đợi còn rất là khít nha. Rồi, so chữ V. Đây, bản lưỡi của nó còn nguyên vẹn nha. Đó, dày tới mép luôn. Chiều dài của nó, chiều dài cây này là 20 cm nhé, chiều dài 20 cm. Rất đẹp nha, mã số A50 270k. Đang nợ chưa hề bị mẻ gì. Vậy bác nào muốn cho sắc bén hơn thì mình lại sơ lại. Mã số A51, một cái kéo cắt cành còn rất đẹp nha. Đó, này cũng đầy tới mép luôn. Điều cái bản của nó nhỏ hơn so với cây kia thôi, chứ không phải là nó bị mài rồi nha, chưa hề qua mài giũa, rất là khít. Là so đột gà, mã số A51 250k. Chiều dài của cây này cũng 20 cm luôn, 19,5 cm. A52, một cây tương tự, dài 19,5 cm. Lưỡi còn nguyên nha, rất là đẹp, làm rất khít nha, lưỡi còn đầy nha. Mã số A52 250k. A53, cây kéo cắt cành đúc nha, dài cái này dài 20 cm, 19,5 luôn. Đây, lưỡi của nó này hơi gam nhẹ một chút thôi, về mình mẻ lại nha, còn khá đẹp luôn, khít này. Cái này mã số A53 240k. A54, cây kéo bướm nha, còn khá là mới luôn, lưỡi của nó này còn ngon nguyên nha các bác. Đó, chưa hề bị rơ gì. Đây có chữ này. Chiều dài của nó 18,5 cm. Này mã số A54 150k. A55 cũng một cây kéo bướm, dài 18,5 cm. Thì có chữ luôn này, khá đẹp nhé, răng lợi còn nguyên. Điều cái mũi này nó hơi bị mất một chút siêu với mũi này. Đó, mã A55 140k, lưỡi còn đầy lưỡi nhé. Mã số A56, cây rìu, rìu tai voi nha, chiều dài của nó là 12 cm, ngang này 10 cm, 10,5. Đây có mập này, một bên 4 vạch, bên 3 vạch, rất thân đẹp nha. Mã số A56 300k. Đây, mình nắp cán vào, chặt cây chặt cối hoặc là mình gọt lẽo đều được nha. Này vẫn là dày, khá dày luôn. A356 300k. A57 điều chỉ L, con rất đẹp nha, chiều này của nó 10 cm, chiều này 11,5 cm, khá ok luôn, nhỏ gọn. Bác nào yếu yếu nhẹ tay thì mình cầm mình gọt đẽo vô tư nha. Mã số A57 280k, để mình ráp cán nha. A58, một cây chữ L luôn, nhỏ gọn, này dài gần 10 cm, chiều này thì 11,5 cm, hơi vát chút, khá ok luôn. Mã A58 270k. A59, cây rìu cán sắt, cán gù nha, kiểu cán gù, còn lỗ nhổ đinh này,
rất là dày, khá cầm khá nặng nha. Đấy, tem mác cũng còn mà nó bị bong rồi, rất đẹp luôn, chưa hề bị mỉa gì. Đó. Cán còn chắc chắn nha, còn đẹp. Con này mã số A59 330k. Mã số A60 rìu chữ L, con khá đẹp nha. Đấy, có chốt khó này, cán thì còn chắc chắn nha, điều chỗ này là hơi nứt một chút thôi, không ảnh hưởng gì nha. Chiều bản lưỡi là 10,5 cm, một chiều này còn 12-13 cm, vuông thành sát cạnh nha. Đây có hình bông hoa hướng dương này. Đó. Nào mà đẹp hơn thì về mình đánh lại sáng ra. Này mã số A60 350k. A61 dìu tay voi cũng còn khá đẹp nha. Chiều này dài 10 cm, chiều này cũng 10 luôn. Một bên 3 vạch, một bên 4 vạch. Con khá là đẹp nha. Nhỏ gọn, đặt nào gọt kéo cũng rất ok, cá nó còn chắc chắn còn đẹp nha. A61 330k. A62. Cây cuốc còn rất là mới luôn. Một chiều là 18 cm. Chiều này dài 11,5 cm. Tem mác cũng còn này, cán còn mới nguyên nha, chưa có xài. Này mã số A62 130k. A63 cái bơm mỡ bỏ này, thực ra chưa có qua sử dụng nha, để nó ố thôi. Yamada made in Taiwan, hàng Taiwan xuất Nhật nha. Đó, trong này piston còn nguyên này, chưa có qua sử dụng nha. Xài xích nha. Này mã số A63 190k. A64 cây xẻng cán sắt chắc chắn nha, có tay cầm trợ lực này, đậu kiểm định này, này thì còn khá đẹp luôn. Chiều này nó dài 26 cm, bản ngang là 23 cm, cũng còn khá ok nha các bác. Này mình xài chỉ món lưỡi thôi, và này nó không có bị bung, còn rất là đẹp. Mã số A64 250k, cán sắt chắc chắn nha. A65 cây xẻng này thì cán gỗ, gỗ nhìn bên ngoài nó vậy thôi, nhưng thực ra cán của nó bên trong nói cực cứng luôn các bác nha. Xài khi hư xẻng chứ hư cán đâu. Có tay cầm trợ lực này, có dấu kiểm định này. Chiều dài của nó đoạn này là 29 cm, 8 cm, ngang này là 23 cm. Cái này mã số A65 250k luôn. A66 một cái lưỡi xẻng bị mất cái cán rồi. Dài 29 cm, ngang này cũng 23 nha, cũng còn khá đẹp. Đấy, có một chút không ảnh hưởng gì nha, mình xài thì vẫn ok thôi. Mã số A66 200k. A67 một cây lưỡi xẻng
nỗi còn nguyên nha. Dài 29 cm, ngang 23, con đẹp nha. A67 200k luôn. A68 để xẻng nhỏ. Hư cám rồi nha, còn khá mới. Dài 21,5 cm, ngang này 16,5 cm. Cái này mã số A68, 190k. Rồi, trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Thì bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.